đi du lịch khen thưởng tới Hàn Quốc, Việt Nam đứng đầu châu Á. Chỉ riêng năm 2023, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ 41.000 lượt khách đến Hàn Quốc theo diện này, vượt Thái Lan và Trung Quốc. Khách Hàn Quốc tại một điểm tham quan ở Đà Nẵng. Người Việt đi du lịch khen thưởng ở Hàn cao hơn cả Trung Quốc. Thông tin này vừa được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, KTO Việt Nam, cho biết trong hội thảo du lịch MICE Hàn Quốc năm 2024. Kéo dài từ ngày 7 đến 9 tháng 8 tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thị trường khách hàng đến Việt Nam đang chiếm tỷ trọng cao nhất, góp phần giúp du lịch trong nước phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt đến Hàn Quốc cũng tăng trưởng mạnh, trở thành thị trường quan trọng nhất ở Đông Nam Á, theo bà Song Eun Kyung, Giám đốc Bộ phận MICE Marketing, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc. Trong năm 2023, số lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam lên tới 3,6 triệu lượt. Trong khi đó, khách Việt đến Hàn cũng đã vượt mốc 420.000 lượt, trở thành thị trường lớn nhất Đông Nam Á. Đặc biệt Việt Nam là thị trường trọng yếu về du lịch khen thưởng, hình thức tổ chức với mục đích chính nhằm khen thưởng cho người có thành tích xuất sắc trong công ty, đơn vị của Hàn Quốc. Chỉ riêng lượng khách du lịch khen thưởng Việt Nam mà Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ trong năm 2023 đã sắp xỉ 41.000, qua đó vượt lên cả nhóm khách Thái Lan, Trung Quốc, trở thành quốc gia châu Á có khách du lịch khen thưởng đến Hàn chiếm tỷ trọng cao nhất, bà Song Eun Kyung cho biết. Theo thống kê, lượng khách du lịch khen thưởng trong nước tới Hàn Quốc năm 2023 tăng gấp 3 lần so với năm 2022. Với việc đôi bên thường xuyên triển khai chương trình hỗ trợ dành cho khách du lịch, bà Song Eun Kyung kỳ vọng giao lưu du lịch hai nước sẽ vượt 5 triệu lượt khách lần đầu tiên kể từ khi mở cửa. Sân bay Đà Nẵng đón 23 chuyến bay từ Hàn Quốc mỗi ngày. Mỗi ngày có 23 chuyến bay nối Đà Nẵng, Hàn Quốc. Tại chương trình, nhiều đại biểu nhìn nhận Đà Nẵng có vị trí đặc biệt trong trái tim khách Hàn Quốc. Trung bình mỗi ngày có 23 chuyến bay thẳng nối Đà Nẵng, Hàn Quốc, khiến các đường bay đến xứ Kim Chi nằm trong nhóm đường bay nhộn nhịp nhất tại sân bay Đà Nẵng. Ông Kang Bu-sung, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, cho biết thời điểm trước dịch COVID-19, có năm Đà Nẵng đón khoảng 1,7 triệu lượt khách Hàn Quốc. Sau dịch, Đà Nẵng cũng đã sớm lấy lại vị thế và phục hồi nhanh chóng. Ông Kang Bu-sung cho biết thông qua 23 chuyến bay thẳng được khai thác mỗi ngày giữa Hàn Quốc và Đà Nẵng, đã có hơn 780.000 lượt khách hàng đến thăm thành phố 6 tháng đầu năm nay. Ở chiều ngược lại, số lượng visa đi Hàn Quốc được cấp tại Đà Nẵng cũng đã tăng nhanh chóng từ năm 2022. Cho thấy xu hướng người dân Việt Nam ở miền Trung tìm đến Hàn Quốc cũng đang được mở rộng dần đều, ông Kang Bu-sung nói. Khách Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu trong năm nay theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Hàn Quốc trở thành quốc gia đưa khách đến Việt Nam nhiều nhất trong năm 2023. Theo dự báo, trong năm nay thị trường này vẫn đứng đầu trong các quốc gia đưa khách đến nước ta. Trong năm 2023, số lượng khách Việt Nam đến thăm Hàn Quốc đứng đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 5 trong danh sách các quốc gia đưa khách đến Hàn Quốc.